rồi vui thùng kẹp cối đĩa và cái bỏng khủng nhất Việt Nam luôn. Ủa là đẹp đang bầu sắp đẻ rồi. Vừa đồng anh em cặp này có nó là trùm coi đi luôn. Hiện tại là kẹp đẹp nhất Việt Nam. Dễ không hề rẻ chút nào. Thế sao anh? Thấy kẹp kẻ được không? Trời ơi, lên đầu nhà buồn quá trời kẹo dạo. Mới mua kẹp kẻ thì mới mua vậy? Ừ. Thế nhiêu không? Năm cũ rồi thì giỡn lại sao có nói chuyện khoảng như nói vậy mà giờ quay clip đây hướng dẫn mấy anh em mới mua ghế chưa ghế đó thì nó đi một vài lứa rồi. Nếu anh em mà ở xe một ghế về mà không biết xử lý là nó đi rồi nó cũng chấp. Hồi nãy quên nói nó, hồi nãy nó cho một bịch nước. Nếu mà bịch nước trong hồ không kéo thì về nhà nó, nếu mà nó đẻ thì sau này nó tự khế lại, mâu khế lại hơn. Nhưng mà bỏ cái nước bình mình đó, lẻ nước đó. Thì nó đẻ xong rồi nó dở bị mất sức và nó sẽ yếu từ từ và nó sẽ chết. Rồi gần cảnh cho mấy anh em coi. Rồi xem, kết clip đây tí nữa quay tiếp.